Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ngồi trò chuyện cùng anh em và hôm nay sẽ vào CF68 chơi tiến lên miền Nam mọi người nhé, chơi game bài anh em ạ. Đấy thì hôm nay nhẹ nhàng cơ bản thôi chứ mỗi hôm là bắt cầu căng thẳng quá rồi. Với lại là làm nhiều việc cái mẹo ăn ngon quay thú quá rồi, anh em xem nhiều ông ấy. Nhưng mà thực ra thì anh em ăn ngon quay thú vừa vào ăn ngay có đôi thông rồi này, đôi 4, đôi 5, đôi 6 rồi này anh em ơi. Quan trọng là đánh được không này, đôi 3, đôi 3 đánh kiểu gì? Vãi cả xòa anh em ạ. Đó thì nói về cái mẹo quay thú ở đấy thì vừa mới hôm qua xong có một ông nhắn tin cho mình bảo là anh ơi em cũng là áp dụng cái mẹo ăn non quay thú như anh nhưng mà em đánh to, em vào em phang luôn, em làm 1 triệu và em phang đấy, ăn đúng đúng một cửa em thoát luôn. Ui dồi ôi, thế là ông ấy vào thế nào ông đặt 4 cửa x8 anh em ạ, thế là ăn vào nó vào cái cửa ăn tất anh em ạ, thế là 4 cửa đều ăn, thế là lãi một phát lên là hơn 3 triệu gần 4 triệu anh em ạ. Vãi cả cứt thật, quá hên luôn anh em ạ, thế là rút luôn còn gì nữa. Đấy, mẹo ăn non nó vẫn rất là ok nha mọi người nhá. Rồi, mày này thì hai với tôi này, ok, làm nhẹ 5 lúc 5. Đó, thì hôm nay với số vốn của mình là 3M nha mọi người, nhưng mà cũng khá là liều. Nên mình vào cái bàn 100k một lá nha mọi người. Bàn này chỉ cần thua một phát là cút luôn đó nha mọi người. Đấy, thua một phát là cụ đi chân lạnh ngắt luôn. Nhưng mà sao, liều ăn nhiều anh em ơi. Hôm là mình vào lên miền Nam là mình vẫn chơi bàn này nha mọi người. Mình tự tin với cái gọi là vận may của mình vẫn còn anh em ơi. Đấy, mấy hôm trước chơi thì ăn khá là nhiều. Hôm nay không biết như nào đây. Đó. Ui dồi ôi. Nghe bài nó tròn vậy. Túi 2 luôn mà. Ăn 500. Thua 950. Cái này là... Ủa đó, à đâu. Lỗ. Ủa phải là lỗ nhiều đấy nhá. May may mà vẫn còn đủ 2 triệu để chơi cái bài này tiếp anh em ơi. Lại đôi thông tiếp anh em ơi. Bài quá đẹp anh em ạ. Ba muốn đéo cho đánh ca trước nhỉ. Bài này mà đánh ca trước thì ngon luôn anh em ạ. Đánh ca phang đôi thông xong rồi xả đôi hai phát về luôn cái gì nữa. Đúng không anh em? Đấy, đánh con hai rô luôn. Vẫn còn một hai đen để tí mình ăn mình thối anh em ạ. Nè. Giờ khó rồi, mong là nó đánh lên đơn anh em ạ, nó đã cối ra. Chuẩn mà đánh đôi. Ui trời, chả nhẽ đôi hai luôn à. Đôi hai. Ừ, đôi hai luôn, sợ gì. Đôi hai xong, đôi hai bây giờ đen có tứ quý rồi chứ. Chả thế nào mà thua được anh em ạ. Rồi, ván này đánh hai luôn. Đấy, thằng nào đè hai ta đi. Đè hai luôn đi. Đấy. Đôi thông này bây giờ mà bị đè với quê này anh em này. Bây giờ bị đè đôi thông với quê này. Rồi, ok, bú luôn anh em ạ, 500 với lệ bù ván này ăn đậm nha. Con này phải không nhưng mà vốn mình bé nhá, vốn mình có 2M đâm ra là cũng không được nhiều, ăn được có 1M9 anh em ạ. Đấy, cái này thì nó tùy vào số vốn của mình nữa, vốn của mình to thì mình mới ăn được nhiều anh em ạ. Đấy. 4 5 cái số có vốn của mình bao nhiêu thì nó không bao giờ nó ăn quá cái số vốn của mình đâu nha. Ví dụ mình đang có 3M không bao giờ ăn quá 3M đâu, nó chỉ là 3M quay đầu thôi anh em ạ. Đấy, kể cả em thắng bao nhiêu nữa nhưng chăng nữa, trừ khi vào không biết là như vào vào 4-2 luôn thì mình không rõ là như nào đó, bởi vì mình chưa gặp bao giờ anh em ạ. Rồi sau hai ván bài khá là đẹp thì ván này bài xấu xấu ở đây anh em ạ. Bạn này thì thiên về đôi, bây giờ làm sao đánh được con 9, đánh được con 9 thôi, đánh được một trong hai con 6 hoặc con 9 thôi, xong rồi đánh ép đôi xong rồi nhận đôi di đôi ca mình thì mình cũng khá là tự tin ra đằng 4 thì có lẽ không ai bắt được đâu. Nè. Kiểu nửa chừng thế nhỉ anh em nhỉ. Thôi vang vang luôn con át đi. Gạ con 2 cơ ra anh em ạ. Gạ con 2 cơ ra đi cho nó dễ đánh. Đây rồi, 2 cơ ra luôn anh em ơi. Ok ok, cố tiếp đi bạn ơi, đánh bé thôi. Mạng hơi lag anh em ạ. Đây rồi, bé đôi cái 8 thôi, 8 thôi. Ui dồi, đọc 8 ra 8 anh em ạ. Ok, lụm lúa rồi đấy. Tôi thấy lụm lúa đấy anh em ạ. Rồi, hai rô của mình là bố rồi. Ok ok, rồi, 3 đằng 4, đừng bảo là tao bắt được nha. Đánh 3 đằng 4 lên cho trước cho an toàn anh em ạ, nó có lỡ bắt được thì nó đánh đôi nó cũng dễ hơn. Út đi. Mẹ đi, tôi đã gặp đúng thằng nó có 3 đằng 7 anh em ạ, chịu rồi. Nhỏ thế nhở, bài cái tưởng như là ăn chắc ở đấy nhưng mà thua anh em ạ. Rồi, hôm nay thua 5 lớp. Ai dạ, hôm nay cố gắng lên 10M đấy anh em ơi. Hồi đánh lâu lâu rồi anh em ạ. Đến đây miền Nam này thì hôm nào mà nó không may mắn ấy, thì nó sẽ ăn nhau về sau anh em ơi. Anh em ngồi khoảng tầm đến phút thứ 10 ấy, là bắt đầu là bài nó sẽ ok nha. Nếu mà anh em đen từ đầu. Đấy, còn nếu mà anh em lên từ đầu thì chỉ cần 2-3 ván luôn em chốt lãi luôn rồi. Đấy, nói thẳng thế cho nhanh. Thực ra là bây giờ anh em chơi từ... À không, 3M lên được này chưa nghỉ. Nhưng kiểu lên vừa đã 3M9 là mình nghĩ là anh em cũng nên nghỉ thôi. Cho nó an toàn anh em ạ. Đôi 4, ok, đừng đánh quá đôi 10 nha. Bỏ đi. Mẹ đôi kè luôn anh em ạ. Ui dồi đôi hai luôn, vãi cả xoài.
đôi tiếp đi, đôi bé bé rồi vào đôi 10 cái, đôi S của mình là bố mẹ đấy, đánh ông 6 này. Đôi S của mình bây giờ là vô địch rồi. Bắt thế nào được, quan trọng là có đánh được không anh em ạ. Rồi rồi, hai nó ra hết. Úi giời, từ quỷ 9 bú đẫm anh em ạ. Cày nhỉ, gần cuối bài là vẫn ăn tứ quý. Có lẽ là đánh 10 luôn đi. Ok, đánh 10 là hợp lý rồi. Tí chúng nó đánh đôi là mình phao đôi S phát là chết ngay. Cứng họng ngay anh em. Đây rồi, đôi S này ra. À, đôi S, đôi cơ mà sợ cái gì cái đôi S này. Rồi, hết hai nha. Đúng nhỉ, hết hai chưa. Ui giời ơi, đừng, đừng, đừng. Cố đi bạn ơi. Mẹ, em đánh đôi trước đi thể. Bài đẹp thế rồi mà không về được anh em ạ. Cái đôi 8 lại cái gì đây, đôi 6, đôi 7, đôi 8, ok được nha. Bài đã ngủ rồi đánh bàn ba bẻ đánh bé bé thôi, cho đánh con 5 hoặc 9 ngay cho nó hết cái phần lẻ bài đi xem nào. JPK cũng khá là ổn nha, 5 nè, bé thôi, bé thôi, cho đánh cái 9 cái. Cái thằng này thôi đánh ca luôn đi, gạ luôn con 2 ra đi nha bạn, pha nó có đuôi thông cho nó gọn bài anh em ơi. Hai ra còn mình chả nhẽ mình phải đánh hai à. Thôi đánh đi anh em ạ, giữ được khả năng toang đấy anh em ơi. Bây giờ mà thối, vừa thối hai vừa thối đuôi thông là nặng lắm đấy anh em ạ, khả năng là đi luôn đấy chứ. Này thì mày đè ha với tao này, ok cứ làm nhẹ 5 lốt 5 đã. Rồi bây giờ thì trông chờ vào chúng ta thằng nào đánh bộ ba rồi anh em ạ, đánh bộ ba mà đánh dư ca ra thì có khả năng là thắng nhá. Thì dư ca khá là to đây rồi, Kazo ra này, KQ ra hết đi cho nó, mình đánh cho yên tâm anh em ạ. Rồi ui à, vẫn đánh con 9 được anh em ơi, tròn bài. Bây giờ đấy chỉ cần hy vọng thằng nào nó ra bộ rồi anh em ạ, bộ ba thôi, ra bộ ba phát đớp luôn. Dày dài quá anh em, khả năng nó đôi nó về luôn rồi. Đôi S mẹ hay là đánh đánh chắc cú rồi anh em nhỉ. Đôi S hết hai rồi mà không làm bàn với S ra. Ba đằng hai cái gì ở đây, 3 4 5 6. Ui bài này cũng được nha anh em nhá, 3 4 5 này, QK kịch. Ui ôi giờ kịch bài bài này bú rồi nha bạn, bài này bú đậm luôn. Ui đừng nha, đừng có đánh QK kịch hơn nha, đừng có đánh QK kịch hơn please. Đây rồi, ok anh em ơi, bắt làm sao được cái bộ này của tôi. Ok anh em ơi, về rồi chắc chắn ấy. À đúng rồi, về rồi, tưởng nhìn nhầm anh em ạ, tôi cứ tưởng tôi nhìn nhầm là tôi không có con hai cơ, hóa ra là có hai cơ anh em ơi. Thằng nào bắt đôi thông hộ tao cái, bắt đôi tao cái rồi. Thằng kia 13 cây còn nguyên rồi, vẫn còn một con hai nha mọi người nha, vẫn còn một con hai nha, bạn này ăn to nha. Đấy 3M2 anh em ạ, đấy các bạn mình bảo rồi. Cái này thì vốn của bạn có bao nhiêu, nếu bạn ăn đậm đến mấy ấy, thì là nó cũng chỉ không quá số vốn của các bạn đâu. Đó, ví dụ vừa nãy em có 3 mà hơn, mình sẽ được 3 mà 2 rồi anh em ạ. Ok, đôi 3, đôi gì đôi quy hợp lý luôn nè. Ở đâu? 7, 8, 9, 9, 10 gì? Thôi, đôi gì đây anh em ơi. Ok, đi. Đánh luôn đôi cà này. Bắt được thì bắt đi. Bài này thì chắc là không khó, là thắng thì hơi, thì thắng hơi thấp. Có lẽ là mình sẽ đánh cố đi gạ con hai, con hai đỏ ra nha bạn, con hai của mình thì là nó hai tép to hơn hai bích anh em ạ. Đây rồi, hai cơ, hai con hai ra rồi đấy anh em ơi. Bây giờ là cối, bây giờ mình chạy chỉ cần chạy được một con gì thôi chí được, chịu bài cho nó luôn anh em ạ. Bài như kiểu sắp đặt đấy anh em ơi, thề một giây đi luôn anh em ạ, sợ thật. Ôi vấn này mình thua 2M3 anh em ạ, nặng nha anh em ơi, nặng nha, con này thua nặng. Cái định mệnh chứ là ăn 3M, con này thua 2M3. Thế đôi 3, 5, 6, 7, 8, đôi 9, á, à, ngon này, vừa khít cái 5, 6, 7, 8 này. Không thằng nào bắt thì là ngon luôn này, thắng luôn này. Sao không thằng nào bắt được, bài cho nó mười mấy cây này mà sao không bắt được cái bộ bé tí này. Nhưng mà có vẻ là bộ, à đây bắn này mình, ở đó, cầm cũng đôi gì, ok. Đây còn bộ nhưng chắc là bộ ngắn. Rồi hai ra hết đi. Đây rồi, hai cơ rồi, rồi vẫn không bón hai bích anh em ạ, nhưng không kệ nó, hai con hàng của mình vẫn to hơn. Đây rồi, đôi rồi, hay quá, làm nhẹ cái đôi 9 bỏ qua hết đi. Ngon, lấy đôi gì này,
không bắt được nó về này, vô vãi cả cứ. Đánh cho mình nhỉ. Không, mình nghĩ là nhịn anh em ạ, nhịn thêm một tay đi. Đôi hai, đánh đôi ba thì tỷ lệ thằng nó bắt được cao lắm anh em ạ. Thôi ván này bắt buộc rồi, nhưng mà thằng này còn hai cơ đánh được vậy thì mình phải bắt buộc phải chạy rồi, không mà thối đôi hai là đau lắm đấy anh em ạ. Đấy đôi năm là đấy, nó chỉ cần cái đôi đơn giản đôi năm là nó ăn được mình rồi. Liệu con ca có cơ hội thắng không anh em? Rồi chạy hai rồi, vậy là bài lẻ rồi anh em, quan trọng nó là con gì thôi. Ok, con ép anh em ạ, thằng này bài lẻ đi, hết đôi rồi, đôi mình nghĩ là hết rồi anh em ơi. Ô bú anh em ạ, thế mà vẫn ăn được anh em ạ. Ok đấy, đánh làm được 6 cây này, ăn được 507, chi phí 30 anh em ạ. Ok, lụm lúa đấy chứ. 3 đằng 8 đuôi 9, bài nó ảo thế nhở. Bài này thì thắng thế nào được anh em. Đấy, clip hôm nay có vẻ là chắc là dài dài đấy anh em ạ. Giờ ngồi mình nghĩ là cũng tầm hơn 10 phút rồi mà mới lãi được có 1M9 anh em ơi. Đây là đôi 9, đôi 9 đôi gì được K. Chặn đang 8, hy vọng là như thế thôi anh em ơi. Bài này thắng thì cũng thắng được rồi. Máy ra đôi 2 rồi mà cục xúc thế. Giờ có đôi từ quý dã mồm đi. Mình là mình cũng suýt từ quý chứ. Thằng nào không có tán của mình không biết đó. Đây rồi, 37 thì 3 đằng 8 luôn. Nó lại khớp từng viên gạch nha em ạ. Rồi, bây giờ thì cố nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Đôi gì đôi ca với lại đôi ca này thì không lo ế anh em ơi. Quan trọng là đánh như nào thôi. Đấy, ế làm sao đấy anh em. GVK luôn này, á thằng này tưởng là về đúng không? Về làm sao được, còn GVK ở đây. Ok, bạn này thua thì chỉ thua là 2 cây thôi anh em ạ, không lo. Đấy, cố gắng là thua, thua bé là thắng, làm thắng bắn to anh em ạ. Lỡ ngỡ để về chứ anh em, ôi, nó còn nhiều ad quá. Quần 2 đấy mà, quên không để ý nữa là ra mấy con 2 rồi. Sảnh này thì bây giờ là vua chúa rồi anh em ạ, bắt thế nào nữa. Mình cầm hết GVK ở đây rồi. Rồi, đôi năm cũng nghĩ là vô địch rồi anh em ạ. Không phải bắt được. Nhưng ai? Hello anh em ơi. Hôm nay hành trình lên 10M có vẻ là hơi khoai anh em ạ. Lại cái gì nữa? Thế một con 5 không phải con 8 đi. Con 5 mà là con 8 thì bài đẹp nhất trong tranh anh em ạ. Nhưng mà rất tiếc nó lại không về thôi, thì đánh ra đôi vậy. Đôi của mình khá là to nha, nên là tự tin vào phang thôi. Một ba đinh dai, ok đôi ca nè, đôi ca là hết từ gì nữa đúng không? Bắt làm sao nữa. Rồi, bây giờ quan trọng là đánh 8, à 5 đi. Cố từ từ ra nhau, bởi vì là mình còn cầm đôi khá là to. Nếu kể cả bạn này cố cũng được cơ. Đấy. Thôi, bỏ qua anh em ơi, giữ đôi ad nha mọi người nha, giữ đôi ad. Lỡ ngỡ tí chút nó còn đôi to thì mình còn phang được. À, tí còn quy cả, à, chúng nó đánh bụi 3 thì phải đánh cái ad thì là ngon. Đấy, đôi 6, đôi khi chuẩn đôi 10 này nhở. Mình đừng nghĩ đôi 10 cho nó không bắt được đâu. Hết đôi rồi. Ơ, mạng này vẫn giữ được đôi gì ạ? Này thì đôi gì với chúng tôi là ok. Cố này mong là hy vọng cho nó cùi bé anh em ạ. Chỉ cần chạy con 2 cơ ra chưa nhỉ? Ra rồi thì phải anh em ạ. 2 cơ. Không đánh đi anh em ơi. Sợ thối lắm. À 2 cơ ra rồi mình nhớ rồi nhỉ. Bắn trước đó. Ok, vẫn là con ca cơ như vừa nãy thôi anh em ơi. Ca cơ bây giờ là đợi hy vọng thôi, đợi thời thôi. Ơ, nó về luôn này. Nó ảo vậy, bài nó bé quá à. Ui dồi, bài không có hình anh em ơi, bài toàn số rồi. Ok anh em ơi, lên 6M8 rồi. Cố gắng nào anh em ơi, một bài ăn to thôi là nghỉ được rồi. Cái gì đây, 5, 6, 7 này. Con 3 không phải là con 8 đấy, có phải là bài tròn không? Ơ, 3 luôn này, ok. Xả là con 3 bài lẻ luôn anh em ạ. 3 và là con 8 nó có phải thơm. Rồi, giờ thì cứ nhịn một chút thôi, đợi con 2 rô với con 2 bích à, đánh luôn đi, sợ thối anh em ạ. Vậy là bài mình đôi cũng khá là to. 5, 6, 7 bây giờ duy ca đẹp. Ui. Thế là con tứ quý 10, hôm nay nó gặp lắm tứ quý thế nhở. Rồi, chạy 9 đẹp thôi anh em. Đợi bây giờ, đợi hy vọng đánh đôi thôi. Vậy là mình cầm đôi khá là to này. Tỷ lệ khi mà đánh đôi ra thì được cầm cái khá là cao. We'll be right back.
Xưa